Chào mọi người, hôm nay Việt Cường vừa về mẫu xe Jolly đời 2003 ấy các bác nhá. Con này biển Hà Nội tư nhân chính chủ. Em mua của chính chủ luôn. Quay một vòng quanh xe có xem nhá, con xe này. Con dáng của nó còn rất là căng nhá. Tất cả những góc mép của nó các bác nhìn. Nó còn cân nhau và nó fit theo con xe nhá. Con xe còn rất chi là căng nguyên bản luôn. Con này thân vỏ keo chỉ zin cả xe. Keo chỉ zin. Con dáng rất chi là căng các bác nha. Con này là đời lốp treo. Nhìn form nó rất chi là đẹp và hầm hố rồi. Các nhìn này. Nhìn form nó rất chi là đẹp này. Màu xanh dưa. Xanh dưa và bạc. Nó hai màu, con này nó giờ được cái nó hai màu xanh dưa và bạc. Con dáng rất chi là đều nha. Con dáng rất chi là đều đấy. Xe rất chi là căng luôn các nhá. Từ những cái quả lốp này của nó này. Còn rất chi là mới này. La răng rất chi là đẹp này. Con dáng tăng. Đèn đóm cũng đẹp là đều xe so với những cái con xe cùng đời. Đấy. Rồi các bác nhìn. Quay ở phần nội thất và keo chỉ nhá. Keo chỉ con này thì zin 100% luôn. Nội thất rất chi đẹp các bạn nhá. Nó lên hết màu vân gỗ trong cái nội thất này rồi, nên nhìn rất chi là sang này các bạn nhìn. Đấy, nội thất vân gỗ rất chi là đẹp nhá. Màn hình đầy đủ nhá. Màn hình âm thanh đầy đủ rồi. Tất cả nó đã lên form vân gỗ. Đấy. Trần lý nguyên bản keo xe nhá. Trần lý nguyên bản rất chi là đẹp. Rất đẹp nha. Keo chỉ con này thì zin cả xe luôn các bác nha. Phần nội thất keo chỉ bên đằng sau này. Từ những cái nút lóc ổ khóa nó còn nguyên này các bác nha. Keo chỉ này. Bấm vào lẩy ra này. Bấm vào lẩy ra này. Uốn nép theo những cái đường nó rất chi là nguyên bản luôn. Đấy. Từ phần nội thất của nó còn rất chi là đẹp và sáng nha. Đấy, nó đã ốp hết vân gỗ rồi. Rất chi là sang nha. Đấy. Phần lốp treo đằng sau này. Đóng mở rất chi là dễ dàng này. Đây, các khung cột đằng sau còn nguyên này. Đó nhìn này. Đấy, nguyên hết rồi. Đinh tán này. Nguyên hết này. Đi tán bản lề nguyên hết. Keo chỉ cũng nguyên hết này. Đấy, phần nội thất của nó ấy, đằng sau nhìn lên đằng trước ấy. Đấy. Trần lý nguyên bản nhá. Này. Đèn đóm của nó còn sáng rất chi là tươi màu nhá. Đèn zin luôn các bác nhá. Thì những cái đèn của nó còn zin. Đấy, phần nội thất táp bi này. Rất chi sạch sẽ. Từ những cái nút lóc khóa trẻ em này của nó còn tem. Và những cái đường gân này của nó các bác nhìn này. Gân zin của nó luôn. Con chỉ form dáng của nó còn zin luôn. Nếu mà những con chạy lại thì sẽ không được như này nữa. Con này được cái nó màu xanh dưa. Nhìn rất chi là đẹp. Từ những cái nút điều chỉnh ghế này của nó còn nguyên hết này. Còn không bị mờ đấy. Đây, keo chỉ của nó. Đấy, keo chỉ này các bác nhìn. Đấy. Keo chỉ zin nhá. Keo chỉ zin cho xe. Em lủ máy lên cho các bác test thử khoang máy nhá. Đây, những cái điều chỉnh ghế của nó, nút bình xăng này còn nguyên hết này. Con này đời này nó là gương kính chỉnh điện các bác nha. Gương kính chỉnh điện này nhìn rất chi là ok đấy. Máy này các bác xem nhé. Máy của nó rất chi là im các bác nhìn này, không có độ rung này. Máy rất ngon luôn nha, không có một chút hơi thừa nào luôn. Không có một chút hơi thừa nào luôn. Rất chi là chính xe nha.
từ những cái đường đường ốc đinh tán này của nó còn đi hết đây, mình này. Đi hết luôn, không có chuyện là hơn ba rồi đấy. Xem nhà máy rút còn nguyên còn đi hết à. Tất cả đang là đặt bình thường nha. Bây giờ em chạy tiếp thử cho các bác một vòng nha. Bây giờ mình sẽ chạy mình chép thử cho các bác coi nha. Chạy trên đường nha, đường thực tế nha. Nóng quá. Đi luôn à? Đi luôn về bên Pháp. Nha, ngồi trong xe thì không có một chút tiếng máy nào luôn. Rất mượt luôn. Rất đẹp rồi, đã lên cả màu vân gỗ. Màu vân gỗ rất sang nha các bạn ạ. Đang xe đang chạy trên đường này. Xe mà có 95 triệu thôi mà đã có con xe 8 chỗ để đi rồi. Các bạn nào yêu thì